Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green xin giới thiệu các bạn một cái mẫu nhà vườn mái Thái mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho khách hàng ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nhé. Thì không gian công trình đã làm đến phần hoàn thiện rồi. Thì hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green về sẽ để view cho các bạn xem. Hôm nào xong hoàn thiện phần sơn như này nữa thì mình sẽ view các bạn. Thì công trình là mặt tiền là 9m, chiều sâu nhà 11m. Ở dưới tầng 1 phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và hai phòng ngủ. Ở trên tầng 2 ba phòng ngủ và phòng thờ. Mặt tiền là 9m, chiều sâu nhà là 11m các bạn nhé. Thì đây là cái phối cảnh 3T tổng thể của công trình này. Bạn camera có thể quay sát gần lại cho các bạn quan sát cái phối cảnh của công trình. Đấy các bạn nhìn, đây là cái phần họa tiết đắp này, đây là cái phần trang trí này, mặt tiền này. Đấy, vùng quê các bạn là ngói đỏ này và sơn màu vàng này các bạn. Đây cái góc nhìn này chúng ta sẽ nhìn rõ hơn không gian hai mặt tiền. Đấy, các bạn nhìn hai mặt tiền đây. Và đây là chúng ta sẽ nhìn ở đây là cái phần hệ máy này, hệ máy của công trình này. Đây chúng ta sẽ đi vào cái không gian từng phòng nhé. Đấy, chúng ta sẽ đến tầng 1 trước. Tầng 1 thì các bạn nhìn đây, sau khi chúng ta bước này, đây là phòng khách này. Đấy, sau đó là phòng bếp ăn này, sau phòng khách phòng bếp ăn và phòng ngủ, hai phòng ngủ và cầu thang nằm giữa các bạn nhé. Còn ở vị trí tầng 2 đây, ở vị trí tầng 2 thì các bạn nhìn lên tầng 2 khi chúng ta bước cầu thang lên đây thì đây không gian phòng thờ này, phòng ngủ nữa, và có cái hành lang đi đây sang phía bên này. Thì không gian công trình đây là đơn vị chúng tôi thiết kế cho khách hàng ở xã Ngũ Lão, anh Bùi Văn Thông ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nhé. Thì thiết kế năm 2019. Thì hôm nay làm công trình cho dịch Covid vừa rồi nên chúng ta làm hơi chậm, nhưng bây giờ nó mới hoàn thiện. Thì các bạn chú ý, đây là cái sơ đồ công năng. Thì cả toàn bộ hồ sơ bản vẽ thì có rất là nhiều. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân, đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì bà con cô bác muốn sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế thì liên hệ ngay với số hotline 0386325566 nhé. Bây giờ mời tất cả anh chị em và các bạn chuẩn bị xây nhà thì chúng ta cùng tham quan cái mẫu nhà này nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Đây các bạn quan sát về không gian mặt tiền là 9m, chiều sâu nhà là 11m. Đấy, mặt tiền các bạn nhìn đây nhé, không gian mặt tiền. Đó, cái bức họa tiết hoa văn đắp đây này. Đó, bức này đắp là 2 triệu một bức. Thì không gian gia đình là có 2 bức, cái bức cái sảnh chính này và một cái bức sảnh phụ. Nếu các bạn nhìn, công trình đã làm xong phần hoàn thiện thô rồi.
Để mời các bạn cùng tôi quan sát các cái đường nét thợ làm nhé. Thì hôm nay là làm với phần phía đường công trình phụ phía sau bếp. Đấy, không gian bếp nấu ở phía sau nhà. Cái đất nhà rất là rộng các bạn nhỉ. Đó. Không gian rất là rộng. Cái phần chi tiết cột đây, các bạn nhìn kích thước cột. Chi tiết cột thì đó, các bạn nhìn cái phần cột trang trí. Đó, chúng ta sẽ cùng tôi đi vào bên trong nhé. Như các bạn đã quan sát hết toàn bộ không gian ngoài rồi, giờ các bạn sẽ cùng tôi đi vào bên trong này để xem cái không gian bên trong. Bậc thì gồm có bước 3 bậc các bạn nhé. Đấy. Đấy, phòng bên trong đây. Đây chúng ta sẽ quan sát phần cột. Kích thước cột là cái phần là 50 các bạn nhé. 50. Đấy. Đây là khu vực cột đây. Phần đây là cái dây điện để đèn trang trí, đèn hắt đấy. Cái sảnh nhà. Đấy, cột hai bên. Và đây là cái phần tiếp theo, chúng ta sẽ đến phần cửa đại. Cửa đại thì sẽ để cửa đại này sẽ vào khu vực phòng khách. Đây không gian phòng khách. Phòng khách có hai cửa. Một cửa đi xuống nhà dưới cũ kia. Đấy, và cái hành lang rộng đi xuống bếp. Và đây là không gian phòng khách nhé. Và đây là một phòng ngủ đây. Cầu thang này, phòng ngủ đây. Đấy, trong sơ đồ bản vẽ thì có hết đấy. Chúng ta sẽ mở cái bản vẽ nội thất thì cho các bạn nhìn cái vị trí các cái phòng nhé. Chúng ta nhìn bản vẽ 3D nội thất ở đây thì các bạn sẽ nhìn được cái phần các cái không gian các phòng cho các bạn ở dưới tầng 1 đây, tầng 1 này. Đây chúng ta sẽ nhìn đấy nhé. Đấy, đây thì vào, chúng ta vào đây, phòng khách này, phòng ngủ này, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp ăn này, phòng ngủ này, cuối nhà vệ sinh nhé. Đây thì các bạn nhìn đây là phòng khách này, hai bên phòng ngủ, cầu thang giữa cuối nhà vệ sinh. Giờ chúng ta sẽ vào, đây là vị trí trung tâm của phòng khách. Đây các bạn nhìn này, đó, cái phần này làm trần thạch cao cho nên là không chát các bạn nhé, trần này không chát luôn. Đấy, không gian phòng khách. Giờ chúng ta sẽ cái phòng khách này, tôi sẽ báo luôn cho các bạn cái diện tích nhé, cái diện tích cái phòng khách này, thì các bạn sẽ nhìn được cái không gian diện tích đây. Không gian phòng khách đây, phòng khách có diện tích là 25m², phòng ăn là 14,9m², phòng ngủ số 1 là 13,4, phòng ngủ số 2 là 12,5 nhé. Đấy, khu vực cầu thang chúng ta sẽ đi lần lượt. Phòng khách là 25m². Đây chúng ta có cửa đi xuống kết nối với không gian nhà cũ của gia đình. Đấy, còn phía bên này thì là hai phòng ngủ đây các bạn nhìn. Khu vực cầu thang đây thì sẽ là hai phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Cầu thang này sau này làm lan can kính các bạn nhé. Đây còn đây là cái không gian bếp nấu này. Ở đây thì sau này sẽ làm không gian này, không gian phòng ăn thôi. Bếp thì sẽ tập trung nấu bếp phía dưới kia. Để đang làm cái không gian nhà bếp các bạn nhé. Đây là phòng ngủ này. Đó. Phòng ngủ này có diện tích là 14m². Rồi cuối không gian này có cái cửa đi xuống không gian bếp. Thì kết nối giữa bếp với nhà trên, sau này đổ bắn mái tôn luôn nhé. Thì cái không gian này rất là thoáng. Và đây có cuối không gian nhà có phòng vệ sinh này, phòng tắm vệ sinh. Thì hôm nay cái phần mái các bác thợ đang đổ phần chuẩn bị thép đổ mái phần trên. Ok, đây là không gian trần này. Đấy, tại vị trí này thì các bạn nhìn không gian bếp này, ta nhìn ra được không gian phòng khách. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ lên trên tầng trên nhé. Đây, đây phòng khách. Ở đây gió rất là mát, các bạn nhìn cái bạt bay phấp phới cực kỳ mát luôn. Đây phòng ngủ tới tầng 1 nữa này. Tầng 1 chúng ta có hai phòng ngủ. Vừa nãy cho các bạn xem không gian rồi. Đây, gió ánh sáng tầng trên hai phòng ngủ này cũng tương tự nhé. Tầng dưới như nào, tầng trên cũng tương tự như vậy. Thì các bạn bước cầu thang lên, chúng ta sẽ có cái tầng trên tầng 2. Đây là các bạn sẽ xem cái tầng 2 trước nhé. Đây chúng ta lên cầu thang đây. Đây các vị trí cầu thang đây. Chúng ta sẽ lên khu vực cầu thang này. Lên trên đây thì chúng ta có hai phòng ngủ giống y chang ở dưới. Và trên đây phòng thờ, phòng thờ nằm trên phòng khách, và đây phòng ngủ nữa các bạn nhé. Và cuối nhà vệ sinh giống y chang tầng dưới. Thì mời các bạn sẽ lên trên tầng trên này. Đó, cầu thang. Chúng ta sẽ bước cầu thang lên tầng trên này. Thì ở đây chúng tôi thiết kế ô cửa lấy ánh sáng này các bạn nhìn. Đấy, lấy ánh sáng nên cầu thang chúng ta rất là sáng. Rất sáng luôn các bạn nhé.
Đây, tại vị trí này thì các bạn sẽ nhìn được xuống dưới của phòng khách. Và ở đây thì các bạn nhìn cái chiếu nghỉ này. Chúng tôi tính toán một cái chiếu nghỉ này. Đấy. Xong bước 2, hai cái chiếu nghỉ này. Để khi chúng ta đi thành hai làn, các bạn đi từ dưới đến đây đây, chúng ta nghỉ dừng lại. Sau đó tiếp tục lên đây cái chiếu nghỉ nữa, chúng ta tiếp tục bước đây. Thì chân ta sẽ rất là xoải nhé. Chiều cao bậc là 15 cm các bạn nhé. Đấy. Rất là xoải. Lên đây thì cái ô cửa này là vào khu vực phòng thờ đấy. Phòng thờ là chiếm hết không gian phòng khách. Còn hai bên này là phòng ngủ đấy các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ lên cầu thang này. Đây, lên như đây thì chúng ta sẽ có một cái không gian chung này. Đấy, cái hành ánh sáng mà lấy ở cái hành lang ấy, nó chiếu vào các bạn rất là sáng. Và tại vì trung tâm này thì chúng ta đây là phòng thờ. Và cái hành lang này là hai phòng ngủ. Và phía bên đây nữa là một phòng ngủ nữa. Là ba phòng ngủ các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ... Đây các bạn nhìn đây, đây là phòng ngủ đây. Phòng ngủ này giống hết phòng ngủ phía dưới nhé. Còn đây cầu thang ta vừa đi đây. Đấy, tôi vừa chỉ hai chiếu nghỉ cái cầu thang ta vừa đi đây. Đây, lấy ánh sáng rất là thoáng luôn. Thì chúng ta đến cái phòng ngủ này. Đấy, phòng ngủ ở như ở dưới cũng có hai ô cửa sổ đây. Một, hai, hai ô cửa sổ. Và rất là mát luôn. Tại phòng ngủ này thì các bạn sẽ view được xuống dưới phía sân nhé. Đấy, các bạn nhìn không gian dưới sân này. Tại phòng ngủ này. Rồi, ok. Các bạn sẽ cùng tôi sẽ quan sát tiếp nhé. Đấy. Vào phòng ngủ thứ nhất, bây giờ ta sẽ đi ra. Toàn này. Đấy, chúng ta sẽ đi ra khu vực này. Đấy chưa? Tại phòng ngủ này thì các bạn nhìn ra này. Đấy, khu cầu thang đây. Các bạn nhìn cầu thang đây. Và cái hành lang này chúng ta sẽ đến phòng thờ và hai phòng ngủ hai bên đấy nhé. Đây, cái hành lang ta nhìn này, ánh sáng. Chúng ta sẽ đến đây phòng thờ. Phòng thờ này được thiết kế nằm trên phòng khách. Rộng luôn các bạn nhé. Và có hai không gian hai mặt tiền luôn. Đấy, không gian phòng thờ đấy. Đấy, các bạn nhìn. Phòng thờ này là hai mặt tiền và trên hai phòng thờ này có cái bức vẽ đắp. Đây là cái sảnh ban công ra này. Đấy, các bạn nhìn cái phần kích thước cột. Đấy, sảnh ban công ra. Cái cột này là cột 30 các bạn nhé, nó nhỏ hơn cột của sảnh chính. Đấy, và trên cái cột này cũng có cái bức đắp phù điêu ấy các bạn nhé. Đấy là không gian phòng thờ nằm trên khu phòng khách. Đây, chúng ta sẽ ra cái cột của đây, cái ban công, cái cột của khu vực phòng khách đây. Đó. Đó lên. Đó, các bạn nhìn. Ở đây cũng có bố trí ánh đèn này. Đấy chưa? Đây là không gian phòng thờ. Phòng thờ rất là rộng và thoáng luôn các bạn nhé. Rồi. Không gian diện tích từng phòng trên tầng 2 mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đấy, kích thước diện tích trên tầng 2. Thì chúng ta đang ở phòng thờ đây có diện tích là 18,2 m². Cửa vào đây hai cái ban công chúng ta vừa đi đây. Và ở đây là có tiếp tục phòng ngủ của con đây. Là 12,5, phòng ngủ của vợ chồng em Thông đây là 15,6 m², và cuối đây có nhà vệ sinh và có cái cửa lấy ánh sáng chiếu vào không gian nhà. Đấy, đây cái phòng này là phòng dành cho khách. Đấy, thực ra là nhà mình 5 phòng không chưa sử dụng hết các bạn nhé. Ở dưới 2 phòng, ở trên 3 phòng là 5 phòng, thực ra chưa sử dụng hết. Đây là không gian của phòng thờ đây. Đây là cửa sảnh phụ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi ra nhé. Từ khu vực phòng thờ này thì có cái hành lang. Hành lang này chúng ta sẽ đi ra bên này là hai phòng ngủ và cuối phòng vệ sinh. Đấy, phòng này là 13 m². Phòng này là hơn 15 m², đúng không? Và 16 m². Đấy, vì phòng này nó nhỏ hơn một chút là có cái nhà vệ sinh nhỏ kia. Chúng ta sẽ vào phòng này. Đây, không gian cửa sổ đây. Quạt thông gió đây. Đấy, buổi sáng. Đấy, tại vị trí cuối hành lang này thì chúng ta sẽ đến cái đây, các bạn nhìn thấy phòng tắm vệ sinh. Và ở đây chúng ta sẽ view được ra cái không gian của máy sảnh hiên bếp thì các bác thợ đang làm khu vực máy bếp. Đấy thì bếp phòng tắm, phòng vệ sinh. Đấy, không gian bếp rất là rộng, phòng tắm nhỉ, phòng vệ sinh phía ngoài. Đấy là không gian và kết nối giữa bếp với nhà trên này, sau này bắn máy tôn các bạn nhé. Đấy, rất là rộng luôn. Ở đây thì có thiết kế luôn cái cầu thang để chúng ta sẽ đi lên trên này. Đây, phần này các bạn chú ý là chúng ta sẽ găm sẵn cái thép bằng inox nhé. Các bạn găm thép bằng inox để chúng ta sẽ bước lên trên thăm mái ở phía trên và các cái tách nước ở trên. Đấy thì chúng ta trèo thay vì làm thang. Có sẵn thì các bạn găm trước. Ok, các bạn
đấy, khu vực tắm vệ sinh thì không gian chỗ này rất là thoáng và sáng. Tôi vào bên phải. Đây là phòng của vợ chồng của em Thông đây. Đấy, phòng này là phòng rộng. Rất rộng các bạn nhìn. Đấy. Hai cái cửa sổ luôn. Thì ở đây cái không gian bếp phía dưới, đầu tiên thiết kế không gian là phòng bếp nhưng thực ra chỉ là để là phòng ăn thôi. Thì bếp nấu là ở bên kia hết rồi. Cái không gian nhà đang làm ấy, bếp nấu hết ngoài đấy cho nó tiện và không gian nó rộng. Đấy, cả cái không gian này làm bếp hết. Và phòng tắm vệ sinh rất là rộng. Đấy. Rồi, vừa rồi thì chia sẻ với bạn tất cả các không gian trong các phòng nhé. Thì chúng ta sẽ đi xuống dưới rồi các bạn nhé. Đây là hai phòng ngủ, phòng này cũng là phòng ngủ nữa này. Đấy, các bạn tại vị trí đây hai phòng ngủ nhé. Nhau cho các bạn. Còn đây là không gian của vị trí vào phòng thờ. Còn chỗ đằng đây là khu vực cầu thang này. Đấy. Và đây là khu vực phòng ngủ nhé các bạn nhé. Và chúng ta sẽ bước xuống dưới nhé. Đó, mời các bạn xuống dưới này. Đấy, cầu thang bước bậc rất là nhẹ nhàng và chúng ta đi rất là đơn giản. Cái cầu thang làm bằng lan can kính, khi nào hoàn thiện mình sẽ view cho các bạn. Ở đây phòng ngủ đây, bên cạnh phòng ngủ đây, bên kia là phòng ăn nha các bạn nhé. Ở đây là phòng khách. Đấy, trần là thạch cao nên không cần phải sát các bạn. Đây là cái vị trí này, phòng này phòng ăn thôi. Còn bên dưới kia là bếp các bạn nhé. Đây là phòng ngủ này. Phía dưới là phòng vệ sinh. Mời các bạn chúng ta đi ra phía ngoài. Đây, bản vẽ các bác thợ làm cũng lâu lắm rồi nhìn. Giữ được cẩn thận này là thợ làm rất là giữ gìn đấy các bạn. Có nhiều công trình là chè chát vào là hỏng hết rồi. Đây, view lại cho các bạn một lần nữa về cái hồ sơ bản vẽ. Đấy, không gian mặt tiền đây, cái bức đắp này đẹp hơn các bạn nhé. Đấy, không gian đây hai mặt tiền, chúng ta nhìn góc này đẹp hơn này. Đấy, công năng đấy, tầng 2 các bạn nhìn đấy. Đây cái phần tầng 2 chúng ta vừa quan sát đây. Đây tầng 1 đây, phòng khách, phòng ăn, bếp này bỏ đây các bạn nhé. Đây là phòng ăn thôi, nấu kia. Các bạn nào ở Thủy Nguyên Hải Phòng, chúng ta sẽ ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên Hải Phòng, chúng ta sẽ đến được cái không gian nhà này nhé. Rồi, hồ sơ tương đối là dày ấy. Và các bạn liên hệ với đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green theo đây, đơn vị của tôi theo số hotline đây 0386325566 nhé. Và các bạn sẽ ra ngoài, chúng ta sẽ ngắm lại một lần nữa cái không gian toàn bộ công trình này. Đấy, các bạn nhìn toàn bộ công trình nhé. Rồi, không gian mặt tiền tại vị trí này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Chúc các bạn nhiều thành công trong cuộc sống. Cần tư vấn thiết kế nhà thì hãy liên hệ ngay với đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386325566. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.